Đấy rồi, hello anh em. Thì trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai vòng sự kiện, thì chủ hạc cũng nhờ tôi sang support luôn. Hy vọng là buổi trưa ngày hôm nay với khoảng tầm đâu đó 26.000 FC, tôi sẽ mang về chủ hạc những con hàng mắc bình nhất. Thì sự kiện này tôi nghĩ là nó tương đối giống là sự kiện Power Shop, chỉ khác mỗi điều là Power Pack Gulit này chúng ta sẽ có jackpot, Power Shop thì không. 15k, 15, 16, ôi 17 không kìa, lạc điên, đây rồi, đây rồi, alo, anh chúng này đã được chưa em trai hả? Hả? Anh chúng này đã được chưa? Em trai của anh, mẹ thợ rồi, sang jackpot là thợ anh em ạ, nhá. Dấu tên đã donate cho Tai Gigi 1 triệu đồng. Hả? Của A vừa nhặt tờ một củ A. Ôi, ai vậy? Anh cảm ơn dấu tên nhá. Ai vậy ta? Em Huy đúng không? Phải em Huy không ta? Ra mất thôi rồi, ra mất. Anh cảm ơn Huy nhiều. Kho thẻ 365.com, website nạp thẻ uy tín hàng đầu hiện nay. Anh em có thể nạp thẻ điện thoại, nạp thẻ game, nạp thẻ Galena, chuyển sò một cách nhanh chóng với chiết khấu cao lên tới 7%. Ngoài ra anh em có thể nạp và rút tiền một cách dễ dàng 24/7, hãy đến với kho thẻ 365 anh em nhé. Dấu tên đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Anh cảm ơn dấu tên. Nghe bảo A mới trúng cái gì đó nhỉ? Anh trúng 18.000 FC. Được chưa? Anh trúng 18.000 FC. Đỡ đi. Không biết là em muốn thử là thử cảm giác trúng jackpot nhỉ? Nếu em muốn thử gửi ngay vào fanpage cho anh. TikTok đang lag em ạ. Ok đây rồi. 318.000 tỷ xem nào. 374 này. 374 trừ đi 318. Vậy là sự kiện này mình thu được khoảng tầm 56.000 tỷ. 56.000 tỷ BB tươi anh em ạ. Chia cho 3. Trung bình mỗi vòng sự kiện Power Pack này mình sẽ thu về tầm 18.000 tỷ anh em nhá. Đấy, 18.000 tỷ. Vô luôn gói mốc cuối mở bát đi anh ạ. Nào xuất miệng luôn có 102 cái. Dấu hỏi chữ mở là một món quà. Mở luôn. Vãi cả bìu ạ. Ui, thôi không nhá. Không nhá. Ui, mở này chết dở rồi. Chúng ra bọn nó vậy á. Hôm qua tôi thấy 102 mọi người mở ra đen lắm. Hà Lan, CB, ở Van Dai à. À không, còn là gì nhờ. Delete nhầm. Ok, 800 tỷ được ai. FBL nữa. Brazil, LW, CB, Mạng Rimer. Rimer thì cút rồi. Mất mẹ ba gói rồi. Cáp, anh, RM. Cộng 8. 2.840 tỷ nữa. Nào, đỡ đi. Đâu, xem cho anh em mở. Sonami này. 1.000 tỷ. Ok. Lửa là rõ. Tiếp bên nha. Lửa đi về á. Tụi min. 120 à, 759 tỷ. Để like đi anh em ơi, để tôi bú kèo của bầu quýt này. Lâu lắm bầu quýt mới ghé kênh nè, hacker. Elix. Ê. 8. 8. Đồ má. Có mẹ đèn thế. Dấu hỏi chữ phẩm là một món quà này. Ủa, ba bóng này mở ghê thế nhở. Rồi tên Hà Lan xếp CM. Thằng nào vậy? Con này ảo giá. Brazil. Cam của đấy. Kaka. 3.000 tỷ. Ok. Bú nha, 3.000 tỷ nhẹ nhàng cái, rau dưa. Ý. Cam ý. 121 à? Ok, được, 121 được. Con mẹ nó lại cộng 7 kìa. Thì gói LN được không? LN xin cái cho luôn mà. Pháp CM. Vera. Đây rồi. Patrick Vera, 6.530 tỷ. Wow. Bố, chúng ta tiến gần hơn đến chỉ tiêu rồi đấy nhờ. Rồi RTN ý cam đổ 121 đi 8 này. Đấy nó phải vậy chứ đúng không?
4.300 tỷ nữa, nhẹ nhàng. Ui, 120.000 tỷ nữa này. Dấu tên đã donate cho TaiGG 100.000 đồng. Ui. Khai trương donate tặng em một gói CC 102 chữ T anh. Xong rồi. 102 chữ T đúng không? Chữ T. Một. Đây rồi, chữ T. Có luôn. Một chữ T dành cho em trai nhá. Cảm ơn em trai rất nhiều. Hy vọng là với cái chữ T này sẽ mang lại may mắn cho tôi. Con mẹ mày có 102 quỷ vãi bìu thật. Ui. Dã man, trời ơi. Kỳ sung gen cơ mà. Lửa đi. Lửa. Anh RM. Wayne Rooney. Tạp. 18.000 tỷ. Mà nói vậy chứ đúng không em? Nói vậy chứ thôi không cả con này nữa. Không cả con này nữa. Bù mấy gói kia. Đáng đồng tiền bác gạo. Rồi lửa. Ha sếp. Ai? 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 Hả? Ai? Gulit. Gulit. Được cái chứ nhở? Ai ôi, uầy, cái đỏ điên luôn đấy thật. Thề luôn. Cái đỏ điên đấy mà. À của bố nào á? À của em Huy. Chủ trang trại lợn to nhất Hải Dương. Garibo! Ian Rốt à? Còn mà à, mày Garibo là bú rồi. Xong ra rờ đúp. Đủ má. Đen đỏ. Rồi lửa. ST ở Crespo cộng 8 đấy, cộng 8 là ngon nha. Ok, làm 1.000 tỷ nữa, ngọt sạc. 1.000 tỷ nữa, xin quả Gulit được không? Xin quả Gulit được không? Hả? Xin quả Gulit được không? Con mẹ Zola. Ui dồi, phải bìu. Ơ, London này, Tây Ban Nha. Torres cộng 8. Cảm ơn Gaina rất nhiều. Ok. Không sao, 1.000 tỷ, bù lại con FS anh em ơi. Bù lại con FS nhá. Fed under Torres. À quên là Ferro Murientes. Bù lại tí. Chắc chắn rồi, anh sẽ kiểu gì anh sẽ thu về rồi. Hơn 200.000 tỷ cho em trai. Bú quả 2M của em trai cái. Mane, đỡ đi. 5.000 tỷ. Ngọt sạc. Mũi sẻ 4.000 tỷ cũng được. Nào tế còn bao nhiêu nhá. 90 trừ đi 4.000 là còn 86 à. Còn mà mẹ ST đâu. ST đâu trời đất ơi. Tí anh 7 có phải là 67.000 tỷ rồi không? Itemo CM Veron 122 à? Ui 119 thai chà, 3.700 nữa. Ê, tí con này phệt lên cộng 2 nhỉ, đúng không? Tí con này phải phệt lên cộng 2 đấy, tôi phệt luôn nhá. HG là rõ, Tây Ban Nha, CB, Thảo Vệ Nacho. Ok, 1.600, chấp nhận được nhá. Xin có ITM thế nào? Nữa, anh, Hà Lan, CDM, Matisio à? À đéo phải, Matisio là Ý mà. Tôi đen rồi. Có duyên của Patrick Vera quá ta. Bố. Chê này, chê hộ này. Chê hộ đi ạ. Hả? Chê hộ đi. Gần KPI rồi. CC BTB CF à? Thomas Muller à? Chết mẹ rồi. 1.300. Cố lên tỷ nào. CC BTB nữa, Hà Lan à? Con mẹ nó Van der Sar luôn mà. Van der Sar luôn mà, trời ơi, 2.000. 2.000. 97 về 8 là bao nhiêu? Là 105. Đấy, 105 anh em ạ.
đéo đâu, đây là icon mà. Con mẹ cuộc đời. Ra gì đây? Mẹ lại ra bui on, cay thế, vừa đập bui on xong ra luôn cả bui on mà. Trời ơi, 2.000 tỷ nữa. Thôi cút, trêu đùa vãi cả bều. Cộng tiền cho tôi anh em ơi, cộng tiền cho tôi nha. Này, Basic Vela phải 25.000 tỷ mới xuôi đúng không? Đúng không anh em? Riêng Basic Vela này, Winery này là thêm chỗ này còn tầm 21 à, 5k là 26. Cộng với 5k đi, 5k cộng với cả con này 2k nữa là 7k nhá. Đấy, có đâu bán mắc. Bán mắc này. 79, 79 cộng 7 là bao nhiêu nhỉ? 79 cộng 7 là bao nhiêu? 79 với 7 là 86. Này, 86 nhá. 86 nhá, tính cho Muller tính xuống này. Mẹ cũng nhiều chứ, ít đâu. Ê, con này ảo giá này, con này phải tầm 1.000 tỷ nữa này. Được chưa? Đấy, bới cho bằng được. 86 này. 86 với 11 là bao nhiêu? 86 11 là bao nhiêu nhỉ? 97 97 đúng không? 97 này.